Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Vy Home Channel. Xin giới thiệu với các bạn một chiếc lò nướng đến từ thương hiệu Electrolux, mã sản phẩm RZB2110AAXA. Hãy cùng Khánh Vy Home điểm qua những thông số kỹ thuật cũng như những chức năng ấn tượng của sản phẩm này nhé. Là lò nướng lắp âm tiết kiệm không gian, chất liệu thép không rỉ cao cấp, với kích thước tổng thể rộng 595mm nhân cao 594mm nhân sâu 567mm, tổng dung tích 53 lít, công suất tối đa 1875 W, điều khiển cơ dễ dàng sử dụng, giải nhiệt độ từ 50 đến 250 độ C, cửa kính hai lớp cách nhiệt, khoang lò tráng men dễ dàng vệ sinh, công suất nướng 1650 W. Trang bị 5 chức năng nướng chính: đèn lò nướng, nướng đối lưu, nướng thông thường, nướng bằng thanh nhiệt trên, nướng bằng quạt ẩm. Ngoài ra còn có các chức năng nổi bật, chức năng hẹn giờ, phụ kiện đi kèm, một khay nướng bánh, một vỉ lưới thép. Khánh Vy Home đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và được Electrolux chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Electrolux chính hãng. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua bếp điện từ cũng như các sản phẩm của Electrolux tại Khánh Vy Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Vy Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhvyhome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Vy Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!